Kính chào tái ngộ quý vị khán thính giả. Hôm nay xem như là qua Tết rồi thì chúng tôi trở lại vấn đề rất là nóng. Ngay từ khi trước Tết chúng ta đều nghe vụ linh mục Trần Ngọc Thanh bị sát hại ở tỉnh Kon Tum. Thì cái bài hôm nay tôi đặt cái tựa là vụ linh mục Thanh với con chiên nghĩ gì? Ngay từ cái lúc chính quyền chưa có điều tra rõ thì cũng trên mạng đã có rất nhiều phản ứng từ các giáo dân. Tôi đọc những cái bài đó thì tôi xin phân tích các yếu tố tâm lý tạo nên các sự nghi ngờ và cái sự tự tách biệt cộng đồng giáo dân với xã hội bên ngoài. Trước khi đi vào chi tiết thì tôi xin lướt qua cái bản tin. Hôm nay thì đài VOV đã có cái bản tin chi tiết như sau. Khẩn trương điều tra làm rõ vụ linh mục Trần Ngọc Thanh bị sát hại ở Kon Tum thứ bảy ngày 5 tháng 2 năm 2022. Trong những ngày Tết vừa qua, người dân tỉnh Kon Tum nói chung và cộng đồng tôn giáo nói riêng đau xót và phẫn nộ trước hành vi man rợ của đối tượng Nguyễn Văn Kiên khi dùng dao sát hại linh mục Trần Ngọc Thanh. Vụ án xảy ra vào sát dịp nghỉ Tết Nhâm Dần 2022, nhưng sự việc vẫn được lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum khẩn trương tiến hành. Trước hết là diễn biến thì sự việc đau lòng xảy ra khoảng 19 giờ 30 phút ngày 29 tháng Giêng, tức là khoảng 3 ngày trước Tết. Tại điểm sinh hoạt tôn giáo ở nhà bà Y Mới, thôn Gia Lộ 2, xã Sa Long, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Vào thời điểm trên thì linh mục Trần Ngọc Thanh là tu sĩ dòng Đa Minh, 41 tuổi, hộ khẩu thường trú tại 130-1490A đường Lê Đức Thọ, phường 13, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Người mới được bổ nhiệm đặc trách giáo họ Sa Long, thuộc giáo xứ Đắc Mốt, giáo phận Kon Tum, đang làm lễ cho khoảng 20 giáo dân, thì xảy ra án mạng. Hung thủ sử dụng một con dao dài khoảng 40 cm ra tay sát hại linh mục Trần Hữu Thanh, là đối tượng Nguyễn Văn Kiên, 33 tuổi, hộ khẩu thường trú tại thôn Giang Lồ. Sau khi chém linh mục, đối tượng Nguyễn Văn Kiên còn dùng dao tiếp tục chém người đàn ông ngồi gần cây đàn piano dưới bàn thờ Chúa. Nhưng may mắn người này nhanh tay lấy ghế gỗ đỡ được dao rồi chạy thoát ra bên ngoài. Sau khi khống chế thì tước được dao trên tay đối tượng Nguyễn Văn Kiên, những người có mặt nhanh chóng đưa linh mục Trần Ngọc Thanh đã cấp cứu. Xong, do vết thương quá nặng, linh mục đã mất tại bệnh viện lúc 23 giờ 30 phút ngày 29 tháng Giêng 2022. Thông tin từ công an huyện Ngọc Hồi cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin về vụ việc, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đã có mặt tại hiện trường thực hiện ngay các biện pháp nghiệp vụ như bảo vệ hiện trường, ghi lời khai các nhân chứng, bắt giữ đối tượng, vân vân. Về thông tin đối tượng ra tay sát hại linh mục Trần Ngọc Thanh có biểu hiện không bình thường về mặt thần kinh. Trong khi chờ kết quả điều tra thận trọng từ phía cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Kon Tum, thì trong thư chung Tết Nhâm Dần của Tòa Giám mục Kon Tum gửi quý cha, quý tu sĩ, nam nữ, quý chúng sinh và quý ông bà, anh chị em trong gia đình giáo phận ngày 3 tháng 2 năm 2022, tức là mùng 3 Tết Nguyên Đán Nhâm Dần, cũng đã đề cập đến vụ này. Do đó là tôi so sánh hai cái bản tin của VOV với cái thư chung của Tòa Giám mục thì gần như là giống nhau. Cụ thể là vào ngày sáng ngày 1 tháng 2, tức là mùng 1 Tết, thì linh mục Phan Văn Bình và linh mục Đỗ Thanh Tùng là chính xứ Đắc Mốt đã đến tận gia đình Nguyễn Văn Kiên thăm. Theo tìm hiểu của hai linh mục thì Nguyễn Văn Kiên thuộc gia đình Công giáo, cha mẹ hiền lành, ngoan đạo. Kiên có hai em trai và một em gái. Em gái thì theo học nội trú nhà các sơ, tức là đi tu đó. Tuy nhiên, bản thân anh Kiên thì lơ mơ, không sống đạo. Qua những thông tin có được từ cha mẹ anh Kiên, thì anh Kiên không phải là người điên khùng theo cách hiểu thông thường. Anh vẫn biết làm ruộng, làm rẫy, sửa xe. Tuy nhiên thỉnh thoảng anh có thể nổi điên, quậy phá, chửi bới, đập tivi, đánh đập ngay cả người nhà, thậm chí đập phá bàn thờ gia đình. Anh còn hoang tưởng bị người ta ức hiếp
ngăn cản không cho lấy vợ. Thông tin trong thư chung Tết Nhâm Dần của Tòa Giám mục Kon Tum khẳng định như vậy. Hiện vụ việc đang tiếp tục được lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum khẩn trương điều tra, làm rõ để sớm đưa đối tượng sát hại Linh Mục Trần Ngọc Thanh ra xét xử trước pháp luật, đúng người, đúng tội. Bây giờ cái bản tin mà do báo BBC đăng mà tác giả là luật sư Lê Quốc Quân, thì trong cái bản tin của luật sư Lê Quốc Quân viết đó, thì có một cái đoạn nó như sau. Theo tôi, tình tiết đáng chú ý nhất là việc một linh mục bị sát hại ngay tại tòa giải tội là hành vi cố sát. Ở đây là vùng truyền giáo mới, cho nên cũng ít dân và chủ yếu là người thượng. Chính quyền rõ ràng là không muốn tôn giáo phát triển mạnh ở đây. Việc linh mục và những người làm thiện nguyện bị đe dọa, tấn công là khá phổ biến, nhưng hành động đi vào nhà thờ chém linh mục khi đang ngồi ở tòa giải tội là điều bất thường và cực kỳ nguy hiểm. Thì ở đây nó có nhắc là trang tin vietcatholic.net dẫn lại lời linh mục Nguyễn Minh Nhật ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà họ để là Sài Gòn, rằng linh mục Trần Ngọc Thanh bị chém bởi một kẻ thần kinh, không có động thái né tránh vì bất ngờ. Tuy nhiên, một số thành viên trên diễn đàn Thắc Mắc Công Giáo cho rằng nghi phạm không phải là người bị tâm thần. Còn trang truyền thông Thái Hà thì viết cái chết đau đớn của linh mục là đầy nghi vấn và gây sự phẫn uất lớn trong lòng các xứ đạo nói riêng và dân chúng tại khu vực Kon Tum nói chung. Có người cho là có động cơ đê hèn và bàn tay lông lá phía sau, nhưng cũng có nguồn tin cho rằng kẻ chém cha là một kẻ tâm thần. Đấy, đó là những cái lời gọi là dị nghị thêm thách mớm ý của những cái trang như là báo BBC. Cũng trang Thắc Mắc Công Giáo, nhưng mà đây là Facebook. Chúng tôi có thấy một cái status phản hồi bình luận của Nguyễn Thi về bài viết của Hai Lê. Hai Lê là bài viết của một con chiên. Thì Nguyễn Thi viết là cha Thanh là cháu ruột của bác em. Và bác em nhận được thông tin khi cha mất là có một người phụ nữ quý mến cha. Người đâm cha là anh chồng của người phụ nữ này. Anh này vì đâm ra ghen tuông nên đã giết cha Thanh đó anh. Đó là cái ông Nguyễn Thi. Còn cái người đưa ra nhận xét như thế này: lại là chuyện linh mục bị chém. Tôi không cho rằng chỉ vì vợ anh ta quý mến ông linh mục kia mà ghen tuông vô cớ để làm đến nỗi như vậy. Chắc chắn là anh ta đã bắt quả tang hai người gần gũi hoặc bất cứ điều gì đó nên mới uất ức đến như vậy. Bình thường chỉ vì sự quý mến của vợ anh ta dành cho ông linh mục thì không ai làm như vậy cả. Còn một nghi ngờ nữa, liệu có phải người viết comment trong hình và nhiều con chiên khác tại địa phương biết rất rõ nhưng cố tình che giấu để rửa mạch cho vị linh mục này không? Nghi ngờ của tôi hoàn toàn có cơ sở với những thực trạng diễn ra hàng ngày đó chứ. Bản thân Kiên vốn cũng là một con chiên Kitô giáo. Thì đây là một cái thông tin mà không có báo đăng, chỉ là trên mạng xã hội của những người, người ta chia sẻ với nhau. Và vì sự việc còn điều tra, do đó là những cái thông tin như thế này thì chưa có ai nói tới. Tôi xin phép phân tích cái bản tin này để chia ra những cái diễn biến tâm lý như sau. Cái tâm lý thứ nhất là đổ thừa và chia rẽ nhà nước với nhà thờ. Đó. Rồi cái sự chia rẽ này là kích động giáo dân, những người viết đó, những người viết ra cái sự chia rẽ đó, đó kích động giáo dân nhắm vào nhà nước, nhắm vào chính quyền. Thì chúng tôi đọc trên cái trang mà Facebook Thắc Mắc Công Giáo đó, mà được tờ báo BBC nhắc tới đó. Cái nick Vũ Thị Thu Thảo này đưa ra cái hình của anh Phạm Văn Kiên bị đánh bầm mặt, máu me mặt mày hết, cái là anh Kiên mà thủ phạm giết ông linh mục Trần Ngọc Thanh đó. Thì cái nick này, nick Vũ Thị Thu Thảo nói là nếu không có tình yêu thương và sự tha thứ của một vị tu sĩ thì người này đã chết vì sự phẫn nộ của giới trẻ và của người dân không kể lương giáo. Ở đó làm gì mà có lương ở trong đó? Ở trong cái chỗ mà ở chỗ mà đang làm lễ, sau khi làm lễ và xưng tội như thế đó thì lương ở đâu mà lương?
cái người này muốn muốn cho cái việc mà bạo hành của người Công giáo đối với phạm nhân này á, để cho muốn giảm bớt cái sự cái bạo lực của người Công giáo ở đây, cho nên mà kẹp cái chữ lương vào trong này. Bất kể lương giáo, cái giờ làm lễ làm gì mà có người lương ở trong đó. Ở đây là cái sau khi làm lễ nhé, thì ông linh mục ông gọi là ngồi tòa đó, tức là làm cái lễ giải tội, ngồi tòa rồi mấy người đến xưng tội. Thì đây là cũng còn còn trong cái khu vực lễ, thì làm gì mà có người lương ở trong đó làm cái gì. Thì cái nick này nói là vị tu sĩ này cũng bị người này chém hụt nên bị thương nhẹ, đã phải lên loa kêu gọi giáo dân không được đánh nó chết, lỡ quá khích sẽ xảy ra án mạng. Công an xã và huyện đến cũng không đưa được người này ra khỏi đám đông dân chúng đang phẫn uất vì những nhát dao hung thần. Cho đến khi công an tỉnh Công Tum đến mới đưa được người này đi ra, trong lời nhắc nhở của vị tu sĩ hiện đang giúp xứ ở Salon: hãy tha thứ, đừng để lỡ tay rồi lại thêm án mạng. Đấy, thế mà cái mặt ông này là sưng húp như thế này. À, mà như trên đã nói là công an xã rồi công an huyện đến cũng không có đem được người này ra. Điều đó chứng tỏ là giáo dân đã túm vào đánh không ai gỡ ra được hết. Thế thì cái lời của ông này là tung ra lúc nào? Tu sĩ kia mới bảo hãy tha thứ, rồi người ta mới gỡ ra được. À, nhìn cái cảnh này thì tôi mới nhớ là những ai mà đã gây án trong một cái giáo xứ, dù là ăn cắp một con mèo con chó, đều bị đám con chiên đánh đập thừa sống thiếu chết trước khi ra công lý. Mà cái chuyện này tôi viết ra status thì được nhiều người xác nhận như vậy, chính họ đều xác nhận như vậy. Cái mà nhất là cái lần về nước năm 2020 vừa qua đó, thì tôi đã nghe chính một cái con chiên làm lái một chiếc xe do một cái người quen nhờ chở chúng tôi đi một đoạn đường, thì ông đó đã khoe như thế này. Ông đã khoe là người Công giáo chúng tôi rất đoàn kết, hãy ai mà khác ở ngoài đó mà vào trong xóm đạo mà ăn cắp một con chó thì cả xóm đạo xúm nhau đánh cho chết. Nếu mà lỡ gây ra án mạng thì công an cũng không thể truy tố ai hết, là vì tất cả mọi người đều đồng thanh là chính tôi, chính tôi. Đây, anh nói anh khoe như vậy đó. Làm như thế thì do đó là công an sẽ không bao giờ bắt được ai hết. Rồi hồi nãy đó tôi lại thấy một cái nick khác kể chuyện, mà cái người kể chuyện này cũng là công giáo, cũng là một con chiên, họ kể như thế này nhé. Cái nick là Robert Lê nói rằng thời xưa chỉ cần vào xứ đạo như gia kiệm giết một con chó thôi là cũng bị giáo dân làm thịt rồi. Có đâu chuyện vào nhà thờ giết một linh mục rồi ung dung bị tâm thần như này. Phải cho chúng biết nếu giết linh mục là cũng sẽ bị bỏ mạng, vậy mới không có lần sau. Nhiều nơi mấy thằng ăn trộm chó còn bị đập chết, không lẽ binh được con chó mà không dám binh cha xứ. Đây quý vị thấy không, đây là cái chuyện mới mới đăng đây của Robert Lê, cũng là con chiên đấy. Rồi một người khác cũng là con chiên đồng tình với cái nick Robert Lê đó, tên là Hàng Nguyên vậy đó. Nói, con nói đúng đó Hải, chúng ta phải phơi bày sự thật để cho cả thế giới này biết được sự tàn ác của một chế độ độc tài cộng sản. Chúng ta thấy là coi ai tàn ác nhé. Một cái người chưa ai xử thì họ đã xử trước rồi, mà chỉ là ăn cắp ăn trộm thôi mà họ đã xử rồi, họ còn khai, họ còn khoe ra như vậy nữa. Thế thì cái Nick Robele này trả lời là có sư quốc danh thì nay đã có linh mục giám mục quốc danh rồi đó nha anh em. Họ xem như là những tu sĩ mà do chính quyền hoặc là thân với chính quyền đó, họ xem là quốc danh, mà quốc danh là xem đối với họ như là tội hay là không đúng. Đấy quý vị thấy không, tự họ, đây là những cái bài này quý vị phân tích cái tâm lý ra xem, họ tự xem họ là đối nghịch với chính quyền, không ai chia rẽ họ cả, họ tự chia rẽ ra. Nếu chúng tôi nói ra sự thật, họ luôn luôn nói những người của chúng ta nói đấy chứ, mới buồn đó. Nói đừng có nói ra chia rẽ sự đoàn kết. Đấy quý vị nghe những cái phản ứng này nè, rồi quý vị thấy cái sự hiềm khích nó ở trong lòng của người ta. Chúng tôi chỉ nói ra sự thật thôi, còn đây là cái tâm sự thật của cái giáo dân của người ta.
họ tự xem họ là đối nghịch với chính quyền. Chứ cái sự đối nghịch này tự trong lòng họ thôi. Từ nay quý vị đừng có nói là chúng tôi chia rẽ nữa nhé. Sau khi đập con người ta thừa sống thiếu chết rồi thì các con chiên lại tung ra những lời đạo đức giả. Thì nói Chúa Giêsu nói rằng hãy tha thứ thì sẽ được thứ tha. Rồi cái ông Biên Hoàng nói Chúa sẽ tha thứ cho những kẻ phạm tội giáo dân mình, không cần phải giết hắn để trả thù cho cha, mà phải có sự răn đe để họ biết được đâu là lẽ công chính của người công giáo. Đấy, rồi xong rồi con chiên khác nói theo luật pháp thì nên trừng trị, theo tình yêu Chúa thì nên tha thứ. Chúa Giêsu trước khi chết cũng tha thứ cho những người hành quyết mình. Nói những câu đó làm cái gì? Đập người ta như thế đó rồi mới nói ra những câu này. Đạo công giáo là đạo yêu thương, vì yêu mà Chúa Giêsu đã chết cho nhân loại, nên chúng ta phải tha thứ như Chúa đã tha thứ cho chúng ta. Quý vị thấy có phải là đạo đức giả không? Đó, do đó là cái phần này là tôi trình bày tất cả những cái đạo đức giả của con chiên. Sau khi họ bạo hành đập đánh người ta sưng húp, là phải có người can là đừng có để cho nó chết. Quý vị xem đó, ở cái xã hội chúng tôi ở sống ở đây Mỹ hay là ở đâu khác, thì tôi tin rằng những người khác không được quyền tự tay mà xử những cái người phạm nhân đó, mà phải để cho chính quyền người ta xử. Còn nếu mà những người mà quý vị đập đánh thì quý vị cũng bị xử nữa, cũng phải bị khởi tố nữa, chứ không phải là quý vị thoát tỉnh bơ mà ở ngoài mà đánh người ta xong rồi nói cái giọng là thôi tôi tha thứ như vậy được đâu. Theo tôi, nếu mà chính quyền đúng đó, là phải bắt những cái người, bắt tất cả những cái người mà hành hung cái ông kia này. Nếu người nào xưng là tôi đây đó thì cũng bắt hết. Như vậy mới đúng. Bắt hết điều tra. Chứ không phải mà một quốc gia mà lại có một cái đặc khu con chiên mà có quyền làm như thế đó đối với một cái người khác, dầu cho người đó là phạm nhân đi nữa. Thì quý vị có quyền giận, quý vị có quyền phản ứng, nhưng mà quý vị phải có trách nhiệm phải ra trước pháp luật để mà đối chứng. Khi mà họ chưa biết ngọn ngành nguyên nhân thì các con chiên lập tức nghi ngờ chính quyền, và họ luôn đố kỵ chia rẽ giữa nhà thờ với nhà nước. Chúng ta hãy nghe thêm những cái bình luận như sau nhé. Thành Trần nói hơn 700 tờ báo đảng mà không có tờ báo nào dám hé miệng thì trông chờ vào việc điều tra cũng hơi khó. Từ xưa giờ công an không có điều tra gì hết à? Đây, còn người này Tây Môn Suy Tuyết nói rằng giờ mà còn trông chờ bộ công an gì không biết. Tụi nó một dây với nhau cả. Chỉ còn mong từ áp lực thế giới thì may ra. Họ cứ có chuyện gì là họ cứ muốn mét thế giới. Cái chuyện gì xảy ra bên trong nước mình họ muốn mét thế giới. Làm như là thế giới là bố mẹ, còn ở trong nước là kẻ thù. Đấy, quý vị thấy không? Ai chia rẽ họ đâu. Họ tự tách ra, họ đi với thế giới, họ làm như thế giới là lúc nào cũng binh vực họ hết. Rồi đây cái nick khác, Công Hưng Thịnh. Xin con mẹ gì, tụi nó là thủ phạm chứ điều tra cái éo gì. Họ không có tin tưởng ở cái hệ thống pháp luật của nhà nước nữa. Rồi Minh Triết nói chính sách đàn áp tôn giáo từ bọn chúng thì không lẽ tự bọn nó xử bọn nó, chỉ chờ vào áp lực dư luận và thế giới thì may ra. Đấy, đây là cái người thứ hai cũng nhắc tới cái thế giới nữa, và họ lên án đàn áp tôn giáo. Động tới một chút là đàn áp tôn giáo, thì họ không có tin tưởng vào cái hệ thống pháp lý của chính quyền. Thì làm sao họ sống trong cái xã hội? Họ luôn luôn là họ tự tách ra và họ muốn kêu gào thế giới vào đây. Họ gọi thế giới vào. Chúng tôi nhiều lần đưa ra bằng chứng trong lịch sử là họ kêu gọi thế giới, họ đem, họ can thiệp, họ nhờ ngoại quốc can thiệp vào. Thì đây là cái bằng chứng này, đây là cái thói quen của họ trong lịch sử, chúng ta không có cần phải chứng minh thêm nữa. Mà rõ ràng là bây giờ đây là cái thói quen nó đã truyền đến bây giờ, nó thấm vào máu của con chiên rồi. Họ động chút là họ cứ kêu cái thế giới bên ngoài đi vào Việt Nam. Đó là cái nguy hại của an ninh quốc gia. Quý vị nào mà lên án chúng tôi là đừng có nói công giáo chung chung, linh mục nào xấu thì nói linh mục đó,
Bây giờ quý vị làm ơn nói cho chúng tôi biết linh mục nào dạy cho những giáo dân có tư tưởng này. Bây giờ trường hợp quý vị lên tiếng thì lên tiếng ai đây? Quý vị chỉ cho tôi một cái người nào mà gọi là lên tiếng đi. Quý vị có lên tiếng không? Tại sao quý vị không lên tiếng? Mà hai mỗi lần chúng tôi lên tiếng là quý vị nói đừng có nói tới công giáo chúng tôi chung chung. Bây giờ trường hợp này là nói riêng là nói cái gì? Nói ai? Ai đã tạo cho quý vị một cái sự mà mách thóc thế giới như thế này? Ai đã tạo cho con chiên mách thóc thế giới này? Có phải ông Đặng Hữu Nam không? Có phải ông Nguyễn Ngọc Nam Phong không? Mấy ông ở cái họ đạo khác, mấy ông là cá nhân khác. Nhưng mà mỗi một lời mấy ông nói lên trên YouTube là cả thế giới đều nghe, tất cả các con chiên đều nghe. Từ nay quý vị đừng có nói là cá nhân nào thì nói cá nhân đó nghe. Bây giờ quý vị dạy tôi đi, cái trường hợp này là chỉ coi cá nhân nào mà dạy làm cho cái các con chiên nó có cái những phản ứng như thế này đấy. Rồi con chiên khác thì nói là bị bưng bít hết rồi bạn ơi, báo nào dám đăng lên rồi có khi người viết là bị giết, con tốt thí thôi. Rồi cái người khác tươi tia đăng lên, nó đến tận nhà hỏi khỏi làm ăn gì luôn. Quý vị xem đó có đúng hay không? Rồi cái con chiên khác nói là thằng chính nó là thằng bò đỏ thực sự, có sắp đặt, nếu nó mà pháp luật báo chí bịt miệng thì chính xác là có tổ chức. Đấy, toàn là những cái lời kích động, là những lời nghi ngờ, đổ thừa. Tâm lý đổ thừa, tâm lý chia rẽ của giáo dân qua cái vụ này. Bây giờ cũng phân tích cái mặt khác là cái mặt tạo dư luận để thánh hóa cái chết của linh mục Thăm. Đấy. Chúng tôi không biết cái câu chuyện mà cô một cái cô vợ của ông Kim này mê linh mục Thanh như thế nào thì chúng tôi không có thấy báo chí đăng. Nhưng mà cái chuyện đó để người ta điều tra. Nhưng mà chúng tôi thấy có cái tin đó, không có ai nhắc tới cái tin đó cả. Có điều là người ta muốn thánh hóa ông này để chuẩn bị cho một cái âm mưu về sau. Quý vị nghe đây nha. Ông linh mục Nguyễn Bá Thông, trước khi mà ông đọc được cái thư chung của Hội đồng Giám mục Công Tâm đó, thì ông thấy không thấy sự lên tiếng gì đó thì ông nóng ruột. Ông cho rằng cái Hội đồng Giám mục này sợ chính quyền hay là đi với chính quyền, không dám lên tiếng, không dám truy tố cái kẻ giết cha Thanh. Đấy, cái ý của ông đó là ông có một bài ông chửi như vậy. Nhưng mà sau khi ông đọc được cái thư của Hội đồng Giám mục ở Công Tâm đó, ngày 3 tháng 2 đó, thì ông viết một cái thư như thế này. Ông bắt được cái ý của Tòa Giám mục Công Tâm và ông phấn khởi. Quý vị nghe nhé. Lá thư phân ưu của Đức Giám mục Công Tâm được nhiều người lên án và cho rằng nó không dám đi sát thực tế về cái chết đau thương của cha Thanh. Cũng nhiều người nói là nó sẽ dẫn hướng dư luận đi lệch hướng và sẽ khó tìm được sự công bằng cho ngài. Tôi xin mạn phép tạm thời không bàn đến việc đó. Từ hôm tôi lên tiếng về cái hội đồng hến, mở miệng không phải là để đòi công bằng về pháp luật cho ngài, mà là để điểm này đây. Việc điều tra vụ án công bằng cho ngài là việc chính quyền phải làm. Một điểm rất là son trong lá thư của Đức Cha, tức là bây giờ ông nhận được cái điểm mà ẩn ý trong cái thư của Tòa Giám mục. Cảm ơn Đức Cha đã viết rất rõ trong lá thư mà có lẽ chỉ có anh chị em công giáo chân chính mới hiểu. Tôi hiểu đây nha. Tôi là công giáo ngày xưa, tôi hiểu cái thâm ý của thư của Tòa Giám mục và cái thâm ý của ông linh mục Nguyễn Bá Thông luôn nha, linh mục. Nên tôi xin mạn phép múa rìu qua mắt thợ mà phân tích để mọi người hiểu cái điểm son đó. Tôi cũng hiểu nữa. Tôi hiểu cho đó là cái âm mưu chứ không phải là điểm son. Ông thì cho rằng điểm son nhưng mà tôi cho rằng âm mưu. Trong thư phân ưu, Đức Cha Aloysio Nguyễn Hùng Vị đã khẳng định là cha Giuse Thanh đã đón nhận cái chết khi đang thi hành nhiệm vụ của một chủ chanh trao ban bí tích In Persona Christi, tức là cái bí tích giải tội đó. Có nghĩa là ngài bị giết khi đang thi hành tác vụ nhân danh Chúa Kitô. Nói trắng ra đó là một yếu tố, một cái lý do rất quan trọng cho việc xác nhận tử đạo sau này. Đấy, đó là cái âm mưu đấy. Quý vị nghe kỹ nhé. Cảm ơn Đức Cha, tin vui giữa những đau buồn, câm nín của hội đồng hến. Vào buổi sáng mồng 4 Tết khi vừa tỉnh giấc,
cầu nguyện cho nhau và cho linh hồn cho Thanh ân sủng và bình an. Ký tên Linh Mục Martino Nguyễn Bá Thông. Đấy, quý vị thấy chưa? Từng một cái câu nói ở trong cái lá thư đó là nhấn mạnh cái chỗ mà cha Thanh bị chết đang khi thi hành nhiệm vụ phụng sự Chúa, đang ngồi tòa, và họ chuẩn bị để mà họ lấy cái cớ để mà phong thánh cho ông này sau này. Quý vị nhớ lại Linh Mục Trương Bộ Diệp, ông là rõ ràng là chết vì chính trị, vì đi với Pháp chỉ điểm này nọ. Hồi đó là cái năm 1946 là cái thằng Pháp nó đã trở lại tái chiếm ở Sài Gòn vào 23 và 12 tháng 9 năm 1945. Thì cái ông Trương Bộ Diệp đã đi với Pháp chỉ điểm thế nào đó thì bị dân chúng nó bắt. Thì đại khái là ông cũng bị giết, nhưng mà cái hoàn cảnh chính trị căng thẳng lúc bây giờ thì họ không có làm cái gì được. Thì sau này người ta phịa ra những cái phép lạ, mê tín dị đoan, rồi để mà đòi phong thánh cho được cái ông Trương Bộ Diệp. Nhưng mà không biết chuyện đi tới đâu, bây giờ còn đang thu tiền. Thì quý vị chuẩn bị đi, chuẩn bị tinh thần đi, mai mốt lại có cái phong trào tới phiên ông Linh Mục Thanh này nữa. Nhìn đây á, thì cũng kể cho quý vị nghe, ở Chí Lợi cũng có ông Linh Mục bị giáo dân đánh đập tống cổ ra khỏi nhà thờ.